cầm hộ bóng ta cởi áo. Uki mặc đồ xinh xắn để được chụp ảnh cùng idol Brad Pitt đẹp dai, mỗi tội là chú hơn bố cháu tận 7 tuổi. Cũng phải 10 năm rồi chú mới quay lại với phim hành động ý, cho nên là ai cũng rất là đón chờ. Thấy con bạn mình rủ đi xem Bullet Train là mình thấy có điểm rồi, hóa ra là nó bom mình 10 phút thật mọi người ạ. Trong phim có đoạn chọn là 16 hay là 17 mà con bạn mình nó giơ tay ra đếm thật ý mọi người, cho nên là ai muốn biết số gì thì nên đi xem nha. Rất nhiều cảnh hành động xem cực kỳ đã mắt mà tim cứ đập bìm bịt ý. Đúng là bộ phim có hơi nhiều sốt cà chua một chút nhưng mà cái độ hài của nó thì cũng không kém đâu nha mọi người. Lúc xem trailer với poster thì mình thấy bình thường thôi, nhưng đây đúng là một bộ phim xuất sắc vượt ngoài mong đợi và kỳ vọng của mình luôn. Đặc biệt là mọi người nên đi xem bởi vì cái cú twist nó rất là đỉnh với cả cái dàn cameo cực kỳ ấn tượng. Để kết thúc ngày hôm nay thì chúng mình có rủ nhau đi ăn chè Trang Hy, mỗi tội là ăn gần hết thì chúng ngay một bé tóc trong bát. Bởi vì là lần đầu đi ăn ấy cho nên là mình mong Sốp có thể khắc phục cái khâu chuẩn bị đầu nha.